Để có 300 tệ, tôi đã bán cô em gái duy nhất cho cái tên bên cạnh nhà. Khi tôi cầm 300 tệ yêu thích trong tay, thì bị lừa. Trong cơn tức giận, tôi đã đánh nhau, vô tình làm chết người. Cuối cùng bị kết án 8 năm trong tù khi tôi ra ngoài. Khi biết tin em gái vừa mới qua đời, lòng tôi vô cùng hối hận. Cho đến nhiều năm sau, dù đã trở nên giàu có, nhưng hình bóng em gái vẫn mãi ám ảnh trong lòng tôi. Nếu ơi, nếu không phải vì lúc đó tôi tham tiền đến mù quáng. Hướng Bắc, anh đến với em đây. Không đúng, tôi không phải đã nhảy xuống giếng tự tử sao? Sao lại có thể? Tôi đã quay trở lại đây, nhìn vào cảnh tượng vừa lạ vừa quen trước mắt. Trong đầu Tân Tường Nam đang cuộn trào dữ dội, kiếp trước chính vì mình sống bất cần đời, đã làm không ít chuyện hỗn láo, gián tiếp hại cả đời em gái Điền Hướng Bắc, mình đáng lẽ phải chịu trách nhiệm lớn. Nghĩ đến đây, nhanh chóng tìm kiếm trong túi, kiếp trước là vì... Chính vì 300 đồng này, hoàn toàn thay đổi số phận của mình và em gái. Số tiền này là do nhà bác cả cho, là tiền để mua công việc, còn về những người đã gian lận, anh ta đã bắt đầu nghi ngờ. Trong đầu cứ nghĩ tới chuyện đó, lập tức tăng tốc bước chân để về nhà. Mẹ đã suy yếu từ khi sinh hai người họ, chẳng bao lâu đã qua đời. Cha tôi là công nhân ở nhà máy thép. Mấy tháng trước, nhà máy xảy ra tai nạn, đã có 3 công nhân bị thương. Trong số đó có cha tôi, tiền trợ cấp của nhà máy cũng đã bị tôi thua sạch. Nhà máy để chăm sóc gia đình, đã phân bổ suất làm việc cho em gái tôi, nhưng bản thân lại dùng suất tuyển dụng 300 đồng, bán cho nhà bác cả. Không ngờ sau khi nhắm mắt tỉnh dậy, mọi thứ lại quay về lúc ban đầu. Trong lúc vô cùng phấn khởi cũng thầm thề rằng, đời này nhất định sẽ không để em gái lại phải chịu cảnh bi thảm như kiếp trước. Điền Hướng Bắc tôi đã đưa cho anh của cô rồi. Giám đốc Lưu bên công đoàn cũng đã liên lạc. Bây giờ, chỉ cần cô ký tên vào tờ đồng ý này là được. Sao cô lại mơ hồ như vậy? Chẳng lẽ bà và bác cô có thể lừa cô sao? Tôi không quan tâm, dù thế nào cũng phải chờ anh trai tôi về đã. Cái đồ khốn đó suốt ngày ở bên ngoài. Cộng thêm vừa có được nhiều tiền thế này. Không tiêu hết thì sao anh ấy chịu về được? Cô mau ký tên đi. Ngày mai để anh ba của cô đi làm ở nhà máy. Giọng nói của giám nợ đã chẳng còn nề nang, trở nên gay gắt và ép buộc. Anh ơi, anh làm sao vậy? Trên người có mùi gì thế này? Đồng thời, mấy người khác trong phòng cũng đều ngửi thấy mùi chua thối phát ra từ người của Điền Hướng Nam. Mọi người đều tỏ ra khó chịu, ngã vào hố phân à, sao lại hôi như thế này? Điền Hướng Nam liếc nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh với vẻ mặt khinh thường, trực tiếp ném cái túi bẩn thỉu dính bùn thối trong tay, qua đó trúng vào người phụ nữ. Trời ơi, mày là đồ hôi hám, mày làm cái gì vậy? Đồ tồi tệ, ba không ngậm miệng lại à? Tin hay không, tôi sẽ xé miệng chó của bà. Người phụ nữ bị ánh mắt của anh ta dọa sợ, lùi lại một bước. Cô vội vàng quay sang nhìn ba thanh niên đứng bên cạnh. Ba người các cậu đều là tự nuôi lớn à? Không thấy mẹ các cậu bị người ta bắt nạt à? Sao lại muốn động tay với tôi vậy? Từ nhỏ các cậu không phải đều đánh nhau cùng nhau sao? Có lần nào không bị tôi đánh một trận không? Lại đây, hôm nay ông đây đang bực bội trong lòng, tiện thể giúp các người thông kinh mạch luôn. Điền Hướng Nam, cậu lại giỏi hơn rồi phải không? Ra ngoài làm càn chưa đủ, con dám về nhà mà giở trò. Cậu có tin tôi đưa cậu thẳng lên phòng bảo vệ không? Rồi nhốt thêm 10 ngày nửa tháng nữa. Điền Hướng Nam liếc nhìn người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu, thân hình có phần béo phì. Nếu không phải có một người chỉ huy ở đây, cộng thêm là phó đội trưởng Lan, thì tôi thật sự nghĩ bảo vệ khoa này là do nhà phó đội trưởng Lâm mở ra. Điền Hướng Nam, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Em cậu để lại cho Quân Quân, sau này để anh ấy cưới. Hướng Bắc giờ đã nhận tiền rồi, còn ở đây làm gì nữa? Cái gì? Quả bà già, câu này một. Vẻ mặt ngạc nhiên Điền Hướng Nam và Điền Hướng Bắc đều ngạc nhiên. Điền Hướng Nam ngạc nhiên vì, dù là kiếp trước hay kiếp này, hình như anh chưa bao giờ biết chuyện này. Muốn cậu ba nhà đại bá, Quân Quân cưới em gái anh. Điền Hướng Bắc thì cả nhà này đúng là nghĩ linh tinh. Này, bà nói chuyện đó là lúc nào vậy? Sao tôi không biết chuyện này? Không tệ, hôm nay chủ nhiệm Lưu của công đoàn đã tìm tôi, đưa cho tôi 300 đồng. Chỉ nói rằng nhà họ Lâm muốn có công việc đó, còn lại chẳng nói gì thêm. Sao lại lôi về chuyện của Hướng Bắc rồi? Bà lão nghe vậy cau mày, nhìn nhau với Lâm Phú Quý và Trương Thúy Hoa bên cạnh. Cả hai vợ chồng Lâm Phú Quý đều không ngừng ra hiệu cho bà lão. Có thể giám đốc Lưu lúc nói quên đề cập đến, thì chúng ta nói ở đây cũng giống nhau. Tôi nghĩ rằng, dù sao thì cậu cũng sắp đi xuống thôn, Hướng Bắc ở lại nhà máy một mình cũng cần có người chăm sóc. Chi bằng để công việc của ba cậu bán cho con thứ ba nhà bác của con, đến lúc đó lại để Quân Quân kết hôn với Hướng Bắc, có chúng ta chăm sóc, cậu ở quê cũng yên tâm. Đến lúc cậu đi, sẽ đưa cho cậu 100 đồng, để cậu ở quê cũng ăn ngon sống tốt, đi thăm bà cố. Nghe đến đây, Điền Hướng Nam không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng, tiến lên một cước lật tung cái bàn, ấm trà và chén trà trên bàn vỡ tan tành, nước sôi nóng hổi, làm bà già và Lâm Phú Quý kêu oái. Tôi nể mặt bố tôi mới gọi bà một tiếng bà nội. Bà thật sự nghĩ mình là cái thứ gì à? Cái gì? 100 tệ định tống khứ tôi về quê à? Rồi để thằng khốn Quân Quân có được công việc của ba tôi, còn tiện thể lấy vợ nữa chứ, lại còn lấy hết tiền mua việc về luôn. Mấy người mặt mũi to thế nhỉ? Chưa ngủ mà cứ mơ mộng chuyện tốt đẹp thế à? Tiền của giám đốc Lưu đều ở đó. Cầm tiền rồi mau mau biến khỏi nhà tôi. Đi chậm một bước, tôi sẽ đánh gãy chân các người từng người một. Cậu là đồ vô lại, cái thứ bất hiếu. Cậu dám vươn tay về phía tôi, cậu đánh tôi đi, tôi sẽ gọi người bảo vệ đến bắt cậu ngay. Không đi đúng không? Hướng Bắc,
đi vào bếp lấy dao. Hôm nay, tôi sẽ chôn cả nhà họ Lâm ở đây. Này, Điền Hướng Bắc đáp lại một tiếng. Cô chạy vào bếp mấy bước, cầm dao đi ra. Thấy cảnh này, mọi người nhà Lâm đều hoảng loạn. Bà ơi, nhanh lên, có người tới. Thằng nhóc nhà Điền kia định lấy dao chém người. Đừng ai chạy. Nhìn kia, Điền Hương Nam đã đưa tay nhận lấy con dao. Mấy người trong phòng sợ đến mức tè cả da quần. Người chạy nhanh nhất là bà già Lâm Phú Quý, mang theo ba đứa con trai chạy theo sau. Anh thôi đi mà. Anh dọa họ thế này, ít nhất cũng làm họ yên ổn một thời gian. Ban đầu tôi định tự mình về quê để Hướng Bắc ở lại xưởng, nhưng nhìn vào những gì xảy ra hôm nay thì tôi vẫn có chút không chu đáo. Hướng Bắc, cô ấy là một cô gái độc thân, có công việc và chỗ ở mà lại không có người thân bên cạnh. Trong thời đại này, thật sự là một món hời lớn. Không biết sẽ có bao nhiêu người muốn có được tất cả điều này. Thời buổi này, có quá nhiều cách để đối phó với một phụ nữ độc thân. Cũng quá bẩn, đến mức tự mình cũng không dám nghĩ tới. Anh, em muốn đi xuống nông thôn với anh. Không được, anh thật sự nỡ lòng để em ở lại nhà máy một mình sao? Bị cả nhà họ Lâm đối xử tùy tiện như vậy. Anh đừng quên, dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải gọi người ta một tiếng nãi nhé. Người ta dựa vào nghĩa cử lớn lao mà. Bà nội, trước đây, khi chạy nạn về quê, thì là hàng xóm với nhà Lâm. Trước khi qua đời vì bệnh tật, bà đã gửi gắm cha cô, Điền Vọng Bắc, cho bà lão nhà Lâm. Tất nhiên, tất cả điều này đều có điều kiện. Tài sản của cả gia đình họ đều đã giao cho nhà Lâm. Lúc đó tôi đã 15 tuổi rồi. Vài năm sau, chúng tôi tham gia vào công cuộc xây dựng lớn. Người dân trong làng đều theo vào nhà máy. Trong thời gian này, ba tôi mỗi tháng nhận lương 30 đồng. Một nửa trong số đó tôi đã gửi cho bà lão nhà Lâm. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi và em gái hai người chưa bao giờ ăn một miếng cơm nhà họ Lâm, uống một ngụm nước nhà họ. Vào mỗi dịp Tết, ba đứa con nhà họ Lâm đều mặc quần áo mới, ăn vặt đến khoe với tôi. Tôi và em gái thì mặc quần áo cũ, nhìn họ một cách thèm thuồng. Trên người họ, ăn uống hay dùng đồ, đều có phần tiền của cha cậu ấy trong đó. Cũng chính là từ nhỏ, mình đã bắt đầu đánh nhau với họ. Anh trai, ba mẹ đều mất rồi, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Sau này, nơi nào có em, nơi đó mới là nhà. Nếu anh em đều rời đi, thì đây vẫn là nhà của anh. Hướng Bắc như một bàn tay vô hình nhấn mạnh vào trái tim Hướng Nam, khiến nó đau đến mức không thể thở nổi. Ánh mắt cũng liên tục trào dâng cảm giác chua xót. Được rồi, vậy chúng ta cùng xuống quê nhé. Trong thời đại ăn không đủ no này, người khác chen lấn muốn vào thành phố phát triển, còn tôi thì bán nhà, kiên quyết cùng em gái về quê. Vì chỉ có chăm chỉ làm việc mới không bị đói. Nhưng về quê cũng có điều kiện, không hiểu rõ cách đối nhân xử thế, sẽ bị người khác cản trở, bị áp lực đủ kiểu. Hướng Bắc, trên người còn bao nhiêu tiền? Em có chút ít, nhưng không nhiều lắm. Còn mười mấy đồng và một vài vé sinh hoạt. Anh cần tiền làm gì? Đi thôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài một lát. Điền Hướng Nam cũng không nói gì nhiều, kéo em gái đi thẳng ra ngoài. Đến cửa hàng cung tiêu trong nhà máy, Điền Hướng Nam nghiến răng mua hai chai rượu Mao Tử, còn mua thêm hai cân bánh ngọt. Trong tay chẳng còn bao nhiêu tiền nữa. Công việc đi xuống nông thôn đều do công đoàn nhà máy sắp xếp. May mà công đoàn xưởng không phải chỉ một giám đốc quyết định, còn có một phó giám đốc nữa. Anh muốn tìm quan hệ để hai ta cùng được phân đi về nông thôn đúng không? Đúng vậy, em gái từ nhỏ đã thông minh, ở trường luôn đứng đầu trong học tập. Sau này thi đại học chắc chắn không có vấn đề gì. Bây giờ đã là năm 1974 rồi, chỉ còn hơn 3 năm nữa là sẽ khôi phục kỳ thi đại học. Đến lúc đó cũng có thể thoát khỏi vùng quê nghèo khó, nhân tiện cũng giải quyết công việc và nhà cửa của nhà mình, đổi chút tiền đi đường. Anh, có phải anh đi tìm phó giám đốc ma của công đoàn không? Cái này em cũng đoán ra được à? Cũng không khó đoán lắm, chú bên đó đã nhờ trưởng phòng Lâm giúp đỡ. Không phải vì anh là chủ tịch công đoàn xưởng sao? Dù là công việc, nhà ở hay sắp xếp xuống huyện của anh đều bị người ta nắm giữ. Bây giờ anh đã làm mất mặt giám đốc Lưu. Đến lúc đó, dù là công việc của em ở đây hay là sắp xếp xuống huyện của anh, em rằng đều sẽ bị người ta gây khó dễ. May mà, công đoàn cũng không phải chỉ có giám đốc Lưu quyết định, còn có phó giám đốc Mã không hợp với ông ấy. Con trai ông ta, Mã Tiểu Cường, không phải cũng thân với anh sao? Ừ, đúng rồi, tốt đấy. Sự thông minh của em không chỉ dùng cho việc học thôi đâu. Sau này có chuyện gì, cũng có thể giúp mình tham mưu thêm. Người nhà Lâm có thể nhờ giám đốc Lưu ra mặt, vẫn chưa biết phải trả giá bao nhiêu. Dù sao thì ông Lưu nổi tiếng tham lam, là phó giám đốc công đoàn, ông ta có thể đảm bảo làm được việc này. Dù có là giám đốc Lưu cũng không ngăn cản được. Chỉ như vậy, chỉ cách một ngày. Đến tối ngày thứ ba, phó giám đốc Mã dẫn cả gia đình đi, nhân danh đến thăm nhà, đã đến nhà của Điền Hướng Nam để làm việc với giá 500 đồng, chuyển nhượng cho con trai út của gia đình đó. Điền Hướng Bắc đã viết một bản cam kết chuyển nhượng, hai anh em đã ký tên. Phí chuyển nhượng nhà là 500 đồng, cùng với các đồ nội thất trong nhà trị giá 100 đồng, tổng cộng là 800 đồng. Hơn nữa hai bên đã thỏa thuận xong, đợi mấy ngày nữa hai anh em chính thức về quê, bên kia có thể chuyển vào ở ngay. Với kết quả này, hai bên đều rất hài lòng, chỉ có điều dưới lời dặn dò của Điền Hướng Nam, tất cả chuyện này đều diễn ra lặng lẽ, vẫn chưa công khai. Lần này các bạn sẽ đi đến vùng Đông Bắc lớn. Mặc dù nơi đó rất lạnh, nhưng cũng có một lợi thế, đó là thời gian canh tác mỗi năm ngắn hơn. Quan trọng nhất là nơi đó không thiếu lương thực, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì cơ bản sẽ không lo bị đói. Vậy thì cảm ơn Giám đốc Mã. Trong thời đại này, chỉ cần không thiếu lương thực, đã đủ tốt hơn hầu hết các khu vực trong nước rồi. Nhìn thấy sắp rời đi,
Hai anh em tự nhiên phải chuẩn bị nhiều hơn. Điền Hướng Bắc ở bên anh trai, giận dờ, mang theo một số sách giáo khoa trung học cần ôn tập. Còn hai anh em, mỗi người đổi hai bộ áo ấm dày hơn, mũ và găng tay đã chuẩn bị. Ngoài ra, còn chi gần 50 đồng, thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Chúng tôi đã tích trữ đủ loại đồ, còn có những thứ quan trọng như kem bông tuyết, thuốc chống lạnh 50 năm. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, thì ngày xuống nông thôn cũng đã đến. Ngày các thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhà máy đã tổ chức một buổi lễ tiễn đưa rất sôi nổi. Gần trăm thanh niên trí thức cài hoa hồng lớn trước ngực, trong tiếng trống và pháo nổ vang dội, lần lượt bước lên chuyến tàu vận chuyển. Bước này đã bước ra, họ sẽ bị phân tán khắp nơi. Không biết số phận sau này sẽ ra sao. Đi về phía Bắc, về phía Bắc. Điền Hướng Nam ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó chính là bác gái của cô ấy, Trương Thúy Hoa và bà nội Chua Hoa đó, cùng chen chúc giữa đám đông, đang nhìn hai người bọn họ. Hướng Bắc, chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ cháu cũng muốn về quê? Đúng, cháu sẽ về quê cùng anh trai. Ồ, vậy là cháu đi rồi, công việc và nhà cửa của cháu sẽ để lại cho bác chứ? Bảo ha ha, con bé này thực sự rất hiểu chuyện. Không phải đâu, anh trai con đã bán nhà và cả công việc rồi, không còn cách nào khác, con đành phải theo anh về quê thôi. Cái gì cơ? Nghe xong lời cô ấy, Trương Thúy Hoa và bà lão chỉ cảm thấy ngực mình tức nặng, trước mắt dần dần tối lại. Hai đứa tụi con. Mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Anh em họ nhìn nhau một cái, rồi không để ý mà bước thẳng đến chỗ tàu hỏa. Ở đây chắc không có ai ngồi chứ. Nào, Hướng Bắc, em ngồi trước đi. Sau đó nhét cái bọc lớn lên giá hành lý, rồi ngồi xuống. Tôi tên Điền Hướng Nam, đến từ viện sắt thép Tỉnh Hoàn. Tôi tên Lâm Tư Thành, đến từ viện nhà máy sắt Thượng Hải. Thanh niên trí thức sao lại chạy đến đây? Cậu không phải lên nhầm xe chứ? Chuyện đó, tôi trước kia ở nhà máy, không học hành đàng hoàng, ăn cắp, đánh nhau các kiểu. Vậy là mình được phân công đến vùng Đông Bắc này. Ôi, em gái tôi là một đứa trẻ ngoan, chỉ là nhà không còn ai, để nó một mình ở nhà. Tôi không yên tâm, nên quyết định đưa nó theo cùng xuống nông thôn. Vậy có phải bạn đã khiến em gái bạn chịu thiệt không? Không còn cách nào, nó thích mà. Các bạn cũng bị phân phối đến một huyện nhỏ dưới thành phố Hắc Tư phải không? Có vẻ như mọi người trong toa này đều đi đến cùng một nơi nhỉ? Mình thật khâm phục bạn, bị phân phối đến một nơi khó khăn như vậy mà vẫn có thể cười được. Vậy thì phải làm sao? Nếu chỉ cần khóc một trận là không phải xuống vùng nông thôn, thì mấy chục triệu thanh niên trí thức, tôi nghĩ trong nước chúng ta sẽ không còn nguy cơ hạn hán nữa. Này, hai đồng chí, cách xa hai vị thiếu gia cô nương một chút, để tránh rước họa vào thân. Câu này vừa nói ra, hai anh em Lâm Tư Thành ở đối diện lập tức ngừng cười. Trên mặt họ thoáng qua một vẻ ngượng ngùng và khó xử. Cô là ai? Nhà có ở gần biển không? Cô gái bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ. Anh ơi, câu này của anh có ý gì vậy? Nhà ở gần biển thì liên quan gì đến anh? Xía vào nhiều quá đấy. Điền Hướng Nam cười với vẻ khinh khỉnh, khiến cho ba người còn lại ngồi cùng chỗ cũng không nhịn được mà bật cười. Nhà cậu ấy thật sự ở bên bờ biển à? Cậu ấy với chúng tôi đều là người Thượng Hải, hoàn cảnh gia đình cũng tương tự. Hai gia đình trước đây còn là bạn bè, biết nhau từ nhỏ, cùng nhau đi học. Sau đó khi hành động, cô ấy chủ động cắt đứt quan hệ với gia đình. Đúng là vì đại nghĩa mà diệt thân. Quả thật, cô ấy đúng là nữ anh hùng hiếm có. Tôi không giống những người đó. Tôi là thanh niên tiến bộ của thời đại mới, tự nhiên phải tách biệt với các người. Vậy bạn, một thanh niên tiến bộ của thời đại mới, tại sao lại ở cùng với những người như chúng tôi, trong cùng một toa xe, con được phân vào cùng một chỗ? Câu này của Điền Hướng Nam vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, ngay lập tức khiến cô gái đối diện không nói nên lời, sắc mặt giống như vừa ăn hai con ruồi. À, tôi hiểu rồi, người có nhận thức như bạn chắc chắn sẽ tự nguyện xin đi đến những nơi khó khăn nhất để tham gia xây dựng và giáo dục chứ gì. Không ngạc nhiên khi bạn đi cùng chúng tôi, nhận thức của bạn thật sự quá cao, đúng là thanh niên thời đại mới. Tôi bái phục, bái phục. Cậu đúng là... Cô gái đối diện tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội, muốn nổi giận nhưng không biết nói gì. Cầm lấy bọc đồ của mình, rồi chen xuống cuối toa xe. Anh thật là xấu quá. Hừ, ai cũng chỉ có một lần làm người thôi. Ra ngoài xã hội, không ai chiều chuộng cô như cha mẹ đâu. Sau này nên tránh xa những người như vậy. Người như vậy tư tưởng có vấn đề, không biết lúc nào sẽ hại cô đâu. Nghe lời anh ta nói, ngay cả anh em Lâm Tư Thành đối diện cũng gật đầu đồng ý. Anh Lâm, anh có biết không, lần này chúng ta được phân đến nơi nào nhỉ? Nơi này cũng có 40 người đấy. Có thể tiếp nhận nhiều người thân như vậy, chắc chắn không phải là một nơi nhỏ đâu. Nói về chuyện này, thực ra trước khi đến tôi cũng đã tìm hiểu một chút. Nơi chúng ta sắp đến là khu vực miền núi cũ, nên thường xuyên xảy ra thiên tai về sói, lợn rừng, gấu ngựa, thỉnh thoảng cũng vào làng quấy phá, làm bị thương người dân. Ban đầu trong đội sản xuất nhỏ người rất ít, không thể chống lại, mỗi năm đều có. Chính quyền huyện quyết định chuyển 4 đội sản xuất nhỏ đến ở cùng nhau, cũng có thể chống lại thú rừng trên núi, cũng thuận tiện hơn trong việc quản lý. Nghe Lâm Tư Thành giới thiệu về tình hình, Điền Hướng Nam cảm thấy yên tâm hơn, nụ cười trên mặt cũng nhiều thêm một chút. Có vẻ như môi trường sống ở nơi sắp tới
tốt hơn một chút so với dự đoán của anh ấy. So với mấy công ty sáp nhập này, đội sản xuất có mối quan hệ phức tạp. Anh ấy lo lắng hơn về việc đến những ngôi làng có cùng một họ. Cậu có biết địa chỉ cụ thể không? Vị trí địa lý thế nào? Hình như gọi là huyện Mộc Lan, một vùng núi già rất hẻo lánh, ba mặt đều là núi bao quanh, gần đó còn có một trại rừng. Cụ thể hơn thì tôi không biết. Dù sao thì văn phòng trí thức trẻ ở đó cũng chỉ nhận được thông báo, họ không hiểu rõ tình hình thực tế. Được rồi, hướng Bắc, em ngồi đây trước đi, anh đi vệ sinh một chút, chào em gái một tiếng. Điên hướng Nam đứng dậy đi về phía cuối toa xe. Chúng ta đã rời khỏi thủ đô rồi. Nếu không nghĩ cách nhanh, thì thật sự phải đi Đông Bắc đấy. Không sao, đến lúc đó hét lên quấy rối. Đổ tội cho hắn cái tội quấy rối. Vào thập niên 70, nếu anh phạm tội lưu manh, thì bị xử 7 năm may vá ngay từ đầu. Dù anh có bị oan, ra tù ngoài việc bị quản chế, mọi người còn khinh thường anh, thậm chí sau này còn ảnh hưởng đến con cái. Anh về nhanh thế này à? Nhà vệ sinh có người rồi, em chờ một lát nữa rồi đi. Có cần lấy đồ ra ăn chút không? Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả. Em không đói, hay là anh giúp em lấy cuốn sách ra nhé? Để danh đọc trên đường đi này, tránh cho đi đường thấy buồn chán. Chẳng bao lâu nữa đâu, thấy hai bóng người bước ra từ nhà vệ sinh. Một người chính là nữ trí thức trẻ đã nói chuyện với cô trước đó. Con người kia ăn mặc cũng tương tự, khuôn mặt tròn, mắt to, trông có vẻ còn trong sáng và dễ thương. Các bạn xuống quê mà không mang theo áo ấm sao? Nhà cũng không có gì nhiều, thêm vào đó gần đây tâm trạng phiền muộn, lại còn đi vội vàng, nên đành phải tới nơi rồi tính tiếp mua thêm thôi. Nếu nghĩ như vậy thì sai rồi. Bây giờ mới là đầu tháng 3, dù bên chúng ta đã ấm áp và hoa nở, nhưng bên Hà Sơ có khi vẫn là băng tuyết đầy trời. Nhìn bộ dạng của các ngươi, đừng nói đến việc đến nơi nữa, em là vừa xuống xe đã phải nằm luôn vì lạnh. Nghe tôi nói vậy, đối diện, Lâm Tư Thành cũng nhíu mày. Thật sự thời gian qua anh ấy bận rộn với chuyện gia đình. Hơn nữa, việc xuống vùng quê diễn ra quá vội vàng, anh ấy thực sự đã bỏ quên vấn đề thời tiết địa phương. Haha, nghe tôi nói vậy, có phải cậu ngớ người ra không? Cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải đến nơi rồi tính sau thôi. Chuyến đi thật buồn chán, hai cô em gái chỉ cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng trao đổi nhỏ nhẹ với nhau về cảm nhận. Điền Hướng Nam và Lâm Tư Thành thì lại trò chuyện qua loa đôi ba câu, giết thời gian. Từ miệng Lâm Tư Thành biết được, người vừa cảnh cáo họ là cô gái lý tưởng diệt thân này, tên là Cao Man, còn người đi cùng cô ta tên là Vương Phương. Cả hai trước đây đều là những người hành động. Thời gian trước mắt đã đến tối, bên ngoài trời cũng dần tối lại. Tiểu Nhã, anh ra sau một chút. Sau đó anh lại cười với Điền Hướng Nam và bọn họ, rồi đứng dậy đi về phía sau toa xe. Ánh mắt của Điền Hướng Nam nhìn theo bóng anh về phía sau. Đột nhiên thấy Cao Mạn và Trương Phương cũng đứng dậy, hai người phụ nữ, một bên trái một bên phải. Vương Phương mặt tròn và Lâm Tư Thành đi ngang qua mặt, cố tình dừng lại một chút khi bước qua nhau. Cô ấy bước chậm lại đôi chút, hai người chú ý chút, tôi sẽ ra sau xem. Cao Mạn đừng vội. Cao Mạn, Điền Hướng Nam của thật đã giữ chặt anh ta, sau đó dùng mắt liếc qua khe cửa hờ. Hành động này có chút thiếu đứng đắn, khiến Lâm Tư Thành không khỏi nhíu mày. Này, hình như ở đây có một đồng chí nữ ngất xỉu trong nhà vệ sinh mà không mặc gì. Có đồng chí nữ nào đến giúp không? Hai người đàn ông chúng tôi thì không tiện lắm đâu. Điền Hướng Nam nói rất to, nửa toa xe đều nghe thấy. Lập tức, vài nữ thanh niên trí thức đứng dậy theo phản xạ, chuẩn bị đến giúp đỡ. Ngay cả mấy nam thanh niên trí thức nghe lời của Điền Hướng Nam, biểu cảm trên mặt cũng trở nên kỳ quặc. Không cần đâu, tôi không sao, tôi sẽ ra ngay. Thật sự không cần giúp sao? Khi mà thấy Cao Mạn với vẻ mặt hoảng hốt bước ra từ nhà vệ sinh, hai tay vẫn đang cài nút áo ở cổ, lão điển tính mắt thật. Sao cậu nhận ra vậy? Ai mà đi vệ sinh lại phải cởi áo chứ? Lúc nãy nếu tôi mà vào, chắc hẳn sẽ bị cô ta lao vào người mất. Người phụ nữ này đúng là có vấn đề về đầu óc. Có lẽ Cao Mạn họ cũng đã nghe được thông tin, nơi lần này đi không tốt lắm. Cô ấy không muốn đi, cô ấy định dùng tôi làm bia đỡ đạn. Nếu không có anh kéo tôi một cái, thì tôi cũng không cần phải đi Hà Thị nữa. Chắc chắn tôi sẽ bị gán cho cái mác xấu. Được phân đến trang trại nào vậy? Lão Lâm, anh không phải là người ngốc, nhưng có thể do môi trường lớn lên, mặc dù cũng trải qua một số chuyện, nhưng vẫn thiếu những va vấp trong xã hội. Con người là thứ trong sạch nhưng cũng bẩn thiếu nhất thế giới. Cùng lúc đó, cũng là thứ tốt đẹp nhất. Sau này, anh có thể từ từ ngẫm nghĩ. Sau khi ép Lâm Tư Thành uống một bát canh gà, hai người lại quay về chỗ ngồi, nói với hai cô gái về những gì vừa xảy ra. Cô ta đã gây hại cho gia đình tôi đến mức nào rồi? Cô ấy từ lâu đã không còn là tiểu mạn của tôi nữa. Chẳng lẽ anh vẫn chưa nhìn rõ con người của Cao Mạn sao? Nói bậy gì vậy? Lúc đó tôi thật sự chưa phản ứng kịp. May mà có lão Điền kéo anh một tay. Chuyện này thực sự không thể trách anh cậu được. Quan trọng là cô gái đó quá táo bạo, không còn chút liêm sỉ nào. Không cần mặt mũi nữa, người ta không kịp đề phòng. Sau này các cậu phải nhớ kỹ, tránh xa cô ta ra. Người như vậy chính là cực kỳ ích kỷ, vì lợi ích của bản thân có thể làm bất cứ điều gì. Tần Bắc Văn nhẹ gật đầu. Người phụ nữ có thể dùng sự trong sạch của mình để hại người khác, thực sự khiến anh cảm thấy hơi đáng sợ. Tàu hỏa cứ đi rồi lại dừng. Một ngày một đêm trôi qua. Lúc này tàu mới từ từ dừng lại, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng ngồi tàu lâu như vậy, Điền Hướng Nam cảm thấy cả người như sắp rời ra từng mảnh. Thôi, mọi người xuống tàu đi ra sân ga. Tàu đối diện lại phải đổi tàu. Hôm nay mọi người đến đây thật may mắn. Vừa kịp đón tàu hỏa của Lâm Trường để về, nếu không thì đi bộ hàng chục dặm đường núi mưa tuyết, chắc sẽ mất nửa mạng người đấy. Nhưng mà tàu hỏa chạy lạnh lắm đấy.
Ai có áo bông, chăn bông thì mang ra. Các anh em tập trung lại thành một nhóm. Nếu không thì đợi đến nơi rồi, mọi người đều bị đông cứng lại. Nghe thấy tiếng gọi của cán bộ trí thức trẻ, mọi người học theo nhau. Những người mang áo bông đều mặc áo bông vào. Tối thiểu cũng không còn rủi ro bị đông lạnh. Nhưng khi đến lượt hai anh em Lâm Tư Thành thì lại gặp chút khó khăn. Hai người họ đến vội vàng. Chúng tôi không mang theo áo bông, cũng không mang theo chăn. Ban đầu nghĩ là đến đây rồi mua thêm. Chúng tôi có thể nhường một chiếc chăn để các bạn dùng tạm trước nhé. Cảm ơn, không cần đâu. Tôi biết trước đây tôi có thể đã làm sai một số việc. Nhưng sau này tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Tôi nhất định sẽ sửa đổi thái độ của mình. Nỗ lực học tập theo gương người lao động, đoàn kết và cống hiến hết mình, góp sức cho công cuộc xây dựng nông thôn. Nếu bạn không tin tôi, thì bạn có thể giám sát tôi. Cậu cầm lấy chiếc chăn này đi, cậu nhận lấy đi, coi như là sự bù đắp cho những sai lầm trước đây của tôi. Dừng lại, nếu cô cứ quấn lấy tôi nữa, tôi sẽ kể hết những việc cô đã làm trước đây cho mọi người nghe, để mọi người đánh giá xem cô là người như thế nào. Kiếp trước vì 300 đồng, tôi đã bán em gái duy nhất cho Thái Khôn ở nhà bên cạnh. Và vì cầm 300 đồng đi đánh bạc, tôi bị người ta lừa, lỡ tay giết người. 8 năm sau ra tù mới biết em gái đã qua đời vì bệnh. Nay được sống lại một lần nữa, tôi quyết tâm sửa sai, quyết đoán đưa em gái về quê, dùng cả cuộc đời này để bảo vệ em gái. Lão Điền, trong bọc của anh có áo bông hay chăn bông thế? Đây là áo bông dự phòng của tôi và Hướng Bắc. Sao? Anh định nhắm vào nó à? Tôi thấy dáng người chúng ta cũng không khác nhau nhiều lắm. Hướng Bắc và Từ Nhã cũng cao tương đương nhau. Nếu không thì hai bộ áo bông này hãy chuyển cho chúng tôi trước đi. Yên tâm đi, tiền làm áo và vé tôi sẽ trả cao hơn chút. Cũng không sao, nói bao nhiêu thì tôi sẽ trả bấy nhiêu. Hey, thật không hổ danh là đại thiếu gia của các nhà tư bản. Nhìn cái mùi tiền vàng tỏa ra từ người anh kia, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi là người nhạy cảm với mùi tiền bạc, ngửi một cái là bị nghiện ngay. Vì vậy, tôi bẩm sinh đã thích gần gũi với những tiểu thư, công tử như các bạn. Hi hi, áo cotton cao cấp đặt riêng, chỉ có 50 đồng một bộ. Những gì Điền Hướng Nam nói khiến anh em Lâm Tư Thành vừa khóc vừa cười. Ngay cả Hướng Bắc cũng không nhịn được muốn che mặt. Sau khi mặc áo bông vào, anh em Lâm Tư Thành cũng dần dần hồi phục, sắc mặt từ từ hồng hào trở lại. Tiếng còi tàu dài vang lên, cùng với tiếng gió lạnh rít qua, lại một lần nữa lên đường. Cứ như vậy đi thêm khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, bầu trời bên ngoài cũng dần tối lại. Đến nơi chưa? Không đúng à? Sư phụ, sao tàu lại dừng ở đây? Nồi hơi tàu hỏng rồi, không thể đi tiếp được nữa. Gì cơ, giờ phải làm sao? Trễ thế này rồi, chẳng lẽ muốn tôi dẫn các trí thức trẻ đi bộ về à? Không được, ở đây không thể đi đêm. Hiện tại vị trí của chúng ta đang ở giữa núi Tiểu Thanh, cách đội Thanh Sơn còn hơn 10 dặm nữa. Nếu đi đêm mà giữa đường gặp phải bầy sói thì sẽ gặp đại nạn đấy. Anh, thật sự có sói. Không sao, có anh ở đây mà. Hơn nữa còn nhiều người như vậy. Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Đã gần nửa đêm rồi, nếu ngủ lại trên toa xe như thế này, đêm này chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra. Tôi biết gần đây có một cái hang, tôi có thể dẫn mọi người đến đó trú qua đêm. Đợi khi bên Lâm Trường phát hiện chúng ta không quay về đúng giờ, sau khi trời sáng chắc chắn họ sẽ cử người đến cứu. Hang đó có xa chỗ này không? Có đủ chỗ cho nhiều người chúng ta không? Chuyện này mọi người có thể yên tâm, cái hang đó rất sâu rất rộng. Nếu chỉ tạm nghỉ ngơi thì mỗi khoảng 100 người cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, trước đây có người sống ở đó, bên trong cũng dọn dẹp rất sạch sẽ. Chỉ cần nhóm hai đống lửa trong hang, toàn bộ hang sẽ ấm áp hơn nhiều so với cái khoáng sắt này. Chúng tôi đã có vài lần trước đây, đều dừng lại ở đây. Điền Hướng Nam nghe đến đây, không khỏi nảy sinh vài suy đoán. Chỉ là nhìn xung quanh có quá nhiều người, cũng không hỏi nhiều. Mọi người đều thu dọn đồ đạc của mình, xuống xe từ cửa chính. Khi xuống thang sắt, chú ý một chút, đừng để bị ngã. Xuống rồi tập hợp tại chỗ, sau đó bám sát đội hình. Giữa đêm khuya thế này, nếu cậu tụt lại phía sau, trong núi hoang vắng này, sẽ không ai tìm được cậu đâu. Đợi mọi người xuống hết rồi, sư phụ Ngô lại bàn bạc với cán bộ thanh niên trí thức, để cán bộ thanh niên trí thức đi cuối cùng quan sát đội ngũ, sau đó lớn tiếng gọi mọi người đi theo ánh đèn tin của tôi. Nhất định phải bám sát nhé. Giữa đêm khuya thế này, mà lạc trong rừng thì không phải chuyện đùa đâu. Sau khi dặn dò thêm một câu nữa, sư phụ Ngô dẫn đầu mở đường, dẫn mọi người theo đường sắt đi tiếp về phía trước. À, mọi người đừng sợ. Nghe tiếng sói hú trong rừng núi là chuyện rất bình thường, nhưng cơ bản là chẳng bao giờ gặp được con thật cả. Đoàn chúng ta có tới 10 người, đừng nói là sói, dù có là hổ đi nữa, gặp rồi thì cũng phải né đi đường khác. Nhìn tình hình đội có vẻ hơi căng thẳng, Điền Hướng Nam cũng tham gia pha trò. Sư phụ Ngô, tôi thấy trên đường có hai đường sắt mà. Điều này cho thấy quy mô của Lâm Trường Thanh Sơn chúng ta chắc chắn rất lớn nhỉ. Haha, câu này anh nói sai rồi. Chúng ta mở lâm trường này mới cách đây 2 năm. Chính vì có đường sắt mới đến được khu vực Đại Thanh Sơn này. Đường sắt này trước đây do nhà máy quân sự trên núi sử dụng. Lời nói của thầy Ngô lập tức thu hút sự chú ý của các thanh niên trí thức. Không khí trong đội cũng bớt sợ hãi hơn. Điền Hướng Nam cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng điều này vừa hay chứng minh giả thuyết trước đó của anh ấy. Không phải trong núi có nhà máy quân sự sao? Chuyện này không phải nên giữ bí mật sao? Sư phụ Ngô, anh nói như vậy, không sợ người của phòng bảo vệ tìm anh nói chuyện à? Giữ bí mật gì nữa chứ? Những đơn vị bí mật trước kia đã rút đi nhiều năm rồi. Bây
Bây giờ bên trong chỉ còn lại một nhà máy vũ khí bình thường thôi. Nghe nói vài năm nữa cũng sẽ bị hủy bỏ. Đợi đến khi các bạn đến đội Thanh Sơn thì sẽ biết thôi. Bây giờ không còn yêu cầu nghiêm ngặt như trước nữa. Những gia đình công nhân nhà máy vũ khí cũng thường ra ngoài, đến đội Thanh Sơn để đổi lấy một chút lương thực, rau củ gì đó. Thấy nhiều cũng quen thôi. Được rồi, sắp tới hang động rồi. Mọi người đi gần lại một chút. Lương thực còn lại lần trước chắc vẫn còn một ít. Đến đó không chừng mọi người đều có thể uống hai bát cháo nóng, sưởi ấm cơ thể. Nghe thấy lời của thầy Ngô, Điền Hướng Nam không khỏi nhớ đến sự nghi ngờ trong lòng trước đây. Lần trước thầy Ngô nghe câu này của anh: các anh thỉnh thoảng cũng nghỉ ngơi trong cái hang đó à? Đúng vậy, đoạn đường này có chút kỳ lạ. Trước đây tàu hỏa ở lâm trường cũng có rất nhiều lần, đến đây thì gặp vấn đề. Lão Hoa Tử lúc còn ở đây thì tốt hơn một chút, nếu giúp một tay thì sẽ nhanh chóng đi được. Nhưng mà sau khi Lão Hoa Tử đi rồi, nếu tàu lại hỏng ở đây thì chỉ còn cách chờ đến ngày mai huyện cử người đến sửa. À, tôi nói đến Lão Hoa Tử, chính là người trước đây sống trong hang động. Nghe nói trước đây còn là phó giáo sư gì đó ở học viện ha. Sau này gia đình bị ảnh hưởng, dường như đầu óc có vấn đề, một mình trốn trong hang động dưới núi Tiểu Thanh, sống dựa vào săn bắn và hái lượm. Chỉ có điều vài tháng trước thì bị bệnh, là chúng tôi đi tìm ông ta khi tàu hỏa bị hỏng gần đây, đó mới giúp anh ta lo liệu hậu sự. Quả là một giáo sư phụ trốn trong hang, sống nhờ vào săn bắn và hái lượm. Theo lời thầy Ngô trước đó nói, người giáo sư phụ nào đó chính là kẻ đã vào ở đây 2 năm trước. Làm sao có thể tự mình hoàn thành một công trình lớn như vậy? Hang động này em rằng đã có từ lâu rồi. Có thể là lúc trước, khi có loạn lạc, mọi người làm ra để trốn tránh các cuộc càn quét. Lão Hoa Tử cũng chỉ đến đây khoảng 2 năm trước. Không biết làm sao mà ông ấy đến được đây, rồi lập nghiệp ở đây. Nhưng có lẽ đầu óc ông ấy mắc bệnh gì đó, lúc nào cũng thần thần bí bí, cả ngày nghĩ mình là đấng cứu thế, có thể tạo ra lương thực ăn không hết. Nếu không phải vì tuổi già, chắc còn bị người khác bắt đi mất. Vì lý do an toàn, lát nữa chúng ta sẽ dùng một đống lửa chặn ngoài cửa hang, chờ đến khi trời sáng rồi mới ra ngoài. Có những đồng chí không cần giải quyết vấn đề, trước tiên hãy để đồ vào trong hang nhân dân phục, sau đó lấy một ít củi khô ra ngoài, chuẩn bị cuộc sống nhân dân phục. Các đồng chí nữ có thể đi cùng nhau nhân dân phục, có việc gì thì gọi một tiếng nhân dân phục. Kiếp trước tôi đã đổi em gái lấy 300 tệ, khiến em gái tôi ra đi quá sớm. Lần này tái sinh trở lại, quyết tâm đưa em gái xuống Đông Bắc làm trí thức trẻ. Thế nhưng trên đường xuống thôn, tôi tình cờ phát hiện một hang động được truyền thừa những điều kỳ diệu. Quả thật, tôi đã gặp một người ẩn giật thần kỳ. Điền Tường Nam cẩn thận quan sát một chút, hang động không sâu lắm, khoảng chừng 10 mét. Nhưng trước mặt, hang động này lại rất cao và rộng, hơn nữa còn có dấu vết khai thác rõ ràng. Ở sâu bên trong lối vào là một chiếc giường đất lớn, có thể nằm ngang khoảng 10-8 người cũng không vấn đề gì. Bên cạnh còn có một cái bàn gỗ và ghế gỗ cũ kỹ, mọi thứ đều toát lên hơi thở cuộc sống đậm đà. Nhìn thấu thế gian huyền náo, tránh xa những tranh giành đời thường, sống ẩn giật, đơn sơ, tận hưởng sự an nhiên, cũng không hẳn là một cuộc sống tồi. Không phải chứ, Lão Lâm, anh ở khá cao đấy. Ngày nào đó ta trở thành lãnh đạo, sẽ ban cho ngươi nơi thần tiên này, để ngươi có thể tính tâm mộ đạo, cố gắng sớm siêu thoát. Ngươi thật là, ta chỉ nói ví dụ thôi, ví dụ hiểu không? Đây là gì? Từ trong đống gỗ mười mấy khúc, rơi ra một bọc nhỏ vuông vắn. Bên ngoài của gói đồ này, hình như là một lớp da của động vật gì đó. Còn bên trong, nhìn theo hình dạng, giống như một cuốn sách hoặc sổ ghi chép. Mặt bên trong của lớp da đã được mài nhẵn, có lẽ do thời gian quá lâu, nó đã trở nên có phần ố vàng và xỉn màu. Trên đó dường như còn có một số chữ và đường nét kỳ lạ. Còn bên trong được bọc lại là một cuốn sách bìa xanh đã bị mòn có phần tồi tàn. Điền Tường Nam thuận tay cầm tấm da thú không lớn, mài mài, rút vào túi, rồi lật mở cuốn sổ không quá dày màu xanh trên tay. Trên trang đầu tiên, viết tên là Thẩm Lan Đình. Có vẻ như đây là chủ nhân của cuốn nhật ký này, có khi lại là phó giáo sư già nào đó. Nhật ký công việc đặc biệt, thế giới của tôi đã hoàn toàn u tối, không còn nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Vì vậy, tôi phải tìm cho mình chút việc để làm, dù chỉ để chứng minh rằng tôi vẫn còn tư tưởng, chứ không phải chỉ là cái xác không hồn. Chính vì vậy, tôi, người đang khao khát làm điều gì đó, đã bắt đầu một điều gì đó vừa nực cười vừa vô nghĩa. Thí nghiệm, Điền Tường Nam lại lật sang trang tiếp theo. Nhưng trước khi xem nội dung, anh ta tình cờ phát hiện, ngày giữa trang đầu và trang thứ hai, lại chênh lệch gần nửa tháng. Hơn nữa, nội dung ở trên có vẻ hơi khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Kết quả của thí nghiệm này thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Chẳng lẽ thật sự có một sức mạnh như thế tồn tại trên đời? Không, tôi thà tin rằng chính là do sự pha trộn của vài loại thuốc kết hợp lại đã trở thành một chất xúc tác đặc biệt. Đây mới là lời giải thích khoa học và hợp lý nhất. Cái gì đây? Không đầu không đuôi. Chẳng trách người ở đây nói lão già đó đầu óc có vấn đề nặng, viết ghi chép cũng không viết nổi. Điền Hướng Nam tiện tay lật sang trang tiếp theo, theo thói quen nhìn vào ngày tháng. Lần này thì thời gian không nhảy. Hơn nữa người viết, trạng thái tinh thần dường như bình tĩnh hơn một chút, nội dung cũng không còn đột ngột nữa, nông sản được thúc chín, vị giác lại còn ngon hơn cả bình thường. Điều này thật sự vượt ngoài mong đợi của tôi, trước mắt tôi như lại thấy ánh sáng. Tôi đã liên lạc với đồng nghiệp cũ, không thể chờ đợi để báo cáo phát hiện của mình. Thế nhưng, trang tiếp theo lại trực tiếp nhảy qua 2 tháng. Khốn nạn, tại sao không ai tin tôi? Tại sao mọi người đều nghĩ tôi là kẻ điên? Người không điên không phải là tôi. Các người, một ngày nào đó các người sẽ hối hận, chắc chắn sẽ. Tháng 9 năm 1972, Thẩm Lan Đình ở phía sau, đó là hàng chục trang trống liên tiếp.
Điền Tường Nam lật qua một chút, lúc này mới phát hiện ở phía sau quyển nhật ký màu xanh vẫn có hàng chục trang nội dung, chữ viết trên đó dày đặc. Hơn nữa, có một số ghi chú đã khô và mờ, rõ ràng không phải là ghi chép gần đây. Cứu tôi với, sói ơi, có sói, thật sự có sói, nhanh lên, tránh ra, gầm gừ. Mọi người đừng chạy loạn vào hang. Nếu chạy lung tung vào rừng, đi lạc thì thần cũng không cứu được các bạn đâu. Hướng Bắc thưa á, anh, chúng ta không sao. Hướng Bắc, các cậu thật sự đã gặp sói rồi. Còn không chỉ một con, Điền Hướng Nam ngẩng mắt nhìn về phía rừng sau lưng. Dưới ánh trăng mơ ảo, hình như thật sự thấy vài bóng đen đang dần tiến lại gần. Đi trước, quay về thôi. Lúc này, bên cửa hang đã vây kín người. Mấy anh thanh niên trí thức kia nghe thấy tiếng động, cũng nhanh chóng chạy về. Có thể là bị dọa quay lại thì sao? Mọi người không sao chứ? Có cần điểm danh lại không? Vừa nãy tôi đã đếm qua. Mọi người đều ở đây, may là không có gì bất trắc. May mắn gì chứ? Chúng tôi suýt chút nữa bị sói ăn thịt. Trời tối thế này, các người có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Nói này thấy ngô. Thầy dẫn đường kiểu gì thế? Ở toa xe yên ổn không chịu, cứ nhất định phải dẫn chúng tôi vào hang núi này. Kết quả là lại gặp sói, làm chúng tôi suýt mất mạng. Rốt cuộc anh đang toan tính điều gì? Anh đúng là không biết tốt xấu gì cả. Toa tàu đó vốn dĩ dùng để chở hàng. Cửa hẹp như thế, chuột còn có thể chui ra. Dù có đóng cửa lại cho các anh, buổi tối gió núi thổi lên, giống như một cái vỏ sắt giò gió vậy. Không lạnh đến chết người mới lạ. Tôi có lòng tốt dẫn các anh đến hang động này, cũng chỉ là lo nghĩ cho sức khỏe của các anh thôi. Ồ, hóa ra tôi là thừa thãi rồi. Nói lại, là đội thanh sơn của các anh, cố tình mời tàu hỏa của lâm trường chúng tôi, đưa các anh về đấy chứ. Nếu trong lòng không vui, ngày mai cậu có thể không ngồi, tự đi bộ về nhé. Ở đây có sói cũng rất nguy hiểm mà. Có sói thì có sói chứ sao, nó cắn cậu hay làm gì rồi à? Đây là trong núi lớn, tiểu thanh sơn vẫn chỉ là ngoại sáu thôi. Khi các bạn đến đội kinh săn, trong núi đại sơn có rất nhiều sinh vật, cả năm có không ít thế. Nếu bạn thật sự sợ sói và sợ chó, thì hãy nhanh chóng quay về đi. Đó là những thanh niên cải tạo, ai đã nuông chiều thói hư của bạn vậy? Mặt cao man trông rất khó coi. Tôi vừa định nói thêm gì đó, thì Tú Tử bị Trương Phương bên cạnh kéo lại. Cô nhìn theo ánh mắt của người kia, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Ánh mắt của Điền Hướng Nam quét qua khoảng 20 mét phía xa, những bóng đen đang dần tiến đến. Tay cầm gậy gỗ không khỏi siết chặt. Ngài Ngô thật sự có sói. Chỉ là mấy con thú thôi mà. Xem kìa, các người sợ hãi quá. Cứ nhanh chóng vào trong hang đi. Đợi tôi nhóm lửa lên, chúng sẽ tự rời đi nhanh chóng thôi. Nói xong, Ngài Ngô đã dẫn đám trí thức vào trong hang. Sắp xếp lại cành khô ở lối vào hang, chất thành đống bên cạnh lối vào. Để lại một khoảng trống cho công nhân đi lại. Ngọn lửa bùng lên từ đống lửa. Kèm theo đó là gió lạnh từ các đỉnh núi, thổi vào hang những luồng hơi nóng. Chẳng mấy chốc, bên trong hang đã ấm dần lên. Điền Tường Nam vốn định trò chuyện thêm với thầy Ngô, nhân tiện cũng tìm hiểu về đội Thanh Sơn. Nhưng suốt dọc đường đi, anh ấy cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Và rồi anh đã ngủ gục đi lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy lần nữa, ngọn lửa bên ngoài đã tắt. Nhìn ra ánh sáng bên ngoài, mình hãy đi ra xem nào. Tới cửa hang, thấy thầy Ngô đang nghiêng người dựa vào một bên cửa hang, tay cầm ống điếu đồng, vẻ mặt đầy thư thái. Điền Hướng Nam nhìn quanh một vòng, những con sói đêm qua đã không còn thấy nữa. Thầy Ngô, khi nào chúng ta xuất phát? Chúng ta phải đợi thợ máy của lâm trường đến. Kiểm tra xong rồi thì mới có thể về. Còn chúng tôi thì sao? Các bạn chờ chút nhé. Trong đội của các bạn chắc sẽ có người đến đón thôi. Vậy chỗ này cách đội Thanh Sơn còn xa không? Cũng không xa lắm đâu. Tiểu Thanh Sơn nối liền với Đại Thanh Sơn. Các cậu cứ đi dọc theo đường sắt. Cũng kịp giờ. Đi khoảng 10 dặm đường là tới đội Thanh Sơn rồi. Khoảng 10 dặm đường. Dù cho đường bên cạnh đường sắt dễ đi hơn, nhưng cũng tuyệt đối không phải việc dễ dàng. Hai người đang nói chuyện, các thanh niên trí thức trong hang núi cũng lần lượt tỉnh dậy. Nghe được tin này, nhiều người cũng trở nên khó chịu. Người đến đón các bạn đã tới. Điền Hướng Nam nghe thấy và nhìn qua, anh nhìn thấy bên cạnh đường tàu ngoài rừng, một bóng người đang từ xa từ từ tiến lại. Người này đến để đón chúng ta. Nhìn vào bóng dáng đang dần tiến gần, Điền Tường Nam không khỏi nhướng mày. Anh cũng không ngờ, đội thanh niên xung phong lại cử một người phụ nữ đến đây để đón họ. Những thanh niên trí thức này, các bạn chính là những thanh niên trí thức mới đến phải không? Đội trưởng bảo tôi đến đón các bạn.